Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến nhà mình làm món cá chiên nước mắm. Món này thì dễ làm, dễ ăn, công thức cũng rất đơn giản. Món này thì ta có thể uống bia cũng được và ăn cơm cũng rất là ngon. Và nếu nhà mình thích món này thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu để làm cá chiên nước mắm. Mình có 2 gói cá ba sa, bột gạo, bột bắp, bột mì, tỏi và gừng. Trước tiên mình đi cân cá nè, mình có 2 hộp cá ba sa đó, và cá này mình mua ở Bách Hóa Xanh nhé, 600 gram. Mình cho vô 1 muỗng cà phê muối nè, 15 gừng đập dập, 2 muỗng canh rượu trắng. Bây giờ để mình rửa cá cho nó thơm nè, sau mình massage khoảng 5 phút thì mình rửa cho nó thơm. Ta không có rượu thì ta cho giấm hay là chanh vẫn được, cá nó thơm lắm. Đó, cá này mình mua ở siêu thị 2 hộp cá này. Massage cá được 5 phút, bây giờ mình đem về rửa với nước ở nước vòi á, mình rửa 2-3 nước cho nó sạch. Và để mua cá tươi ngon á thì mình lựa những cái miếng cá nó hồng hồng với lại tươi này. Và khi mình mua mình nhớ để ý cái hạn sử dụng á, cái quá hạn sử dụng rồi thì nó sẽ bán khuyến mãi cho mình, nhưng mà cá mà đã có hạn sử dụng thì ăn nó không có ngon, nó không có dai thịt nữa. Trong lúc đợi cá ráo thì mình xay tỏi này. Cân bột mì nè, bột mì đa dụng 50 g, bột mì mình cân bột gạo 30 g, bột gạo mình cân bột bắp 20 g, bột bắp mình cân nước 100 g nước. Bây giờ mình cho hết cái phần bột mì, bột bắp và bột gạo vào trong cái tô, mình cho nước vô mình khuấy nè, và mình cho từ từ thôi thì nó dễ hòa quyện với nhau. Mình cho từ từ là nó hòa quyện dễ lắm. Bột và nước nó hòa quyện với nhau rồi, mình cho vô 1/8 muỗng cà phê muối này, và mình cũng cho vô là 1/4 muỗng cà phê tiêu. Mình khuấy lên. Bây giờ thì mình vắt vào ít nước tỏi vô này. Đó, mình ít nước tỏi vô. Tỏi mình xay đó, thì mình vắt vô ít thôi. Đó, mình khuấy lên. Cái này cá của mình nó ráo rồi, mình cũng lau á, để cho nó ráo á, để cho nó thấm bột mì á. Bây giờ mình cắt cá này. Đó, mình cắt ra, mình tùy theo miếng to miếng nhỏ, tùy theo sở thích của mình. Mình cắt xéo xéo cho nó đẹp. Bây giờ mình cho hết cá vào trong cái tô này nè, tô bột này, và mình trộn nó lên. Đó, mình ướp khoảng 20 phút. Và mình ướp trong ngăn mát tủ lạnh á, thì cá mình sẽ tươi hơn. Đó, mình trộn nó lên và mình ướp trong ngăn mát tủ lạnh. Cho dầu vô mình phi tỏi. Dầu nóng rồi, bây giờ mình cho tỏi vô mình phi nè. Và phi tỏi mình cũng đừng có để lửa to. Để lửa to thì nó dễ bị cháy. Và mình cũng đảo lên nó đều, và mình cũng chuẩn bị một cái rây á, lọc dầu mình để sát bên á, khi nào tỏi được thì mình sẽ đổ ra. Tỏi được rồi mình tắt bếp nè, và mình đổ tỏi ra. Mình chuẩn bị một cái chảo để mình chiên cá nè. Đó, một cá dầu nó sôi trên đũa vậy là được rồi. Bây giờ mình cho cá vào mình chiên nè, và cá này mình ướp trong tủ lạnh á, và mình cũng đừng có để lửa to, để lửa nhỏ trung bình thôi. Và cái dầu này nè, hồi nãy mình phi tỏi á, cho nên giờ mình chiên cá rất là thơm. Lúc này cá của mình nó vàng, nó giòn rồi đó. Bây giờ mình gắp ra nè. Và mình cho qua giấy thấm dầu. Bây giờ thì mình chiên thêm mẻ thứ hai nè. Và mình chiên thì mình cũng phải coi á. Thôi thì nó cháy. Thì mình bắt một cái
chảo lên nè. Bây giờ mình cho một ít dầu ăn vô nè. Dầu nãy mình phi tỏi đó. Và mình cũng cho cái tỏi phi hồi nãy vô nè. Đó, hồi nãy mình phi đó. Rất là vàng ngon. Mình cho vô 3 muỗng cà phê đường. Một phần hai muỗng cà phê tiêu, một phần tư muỗng cà phê bột ngọt, nước mắm á, mình cho một muỗng canh nha. Nếu mà ta ăn mặn thì ta có thể cho thêm. Tương ớt thì mình cho một muỗng canh. Món này ăn cơm cũng ngon và uống bia cũng ngon. Đó, mình cho muỗng canh đầy đầy chút xíu. Bây giờ mình bật bếp lên, mình đun lửa vừa vừa thôi, chứ mình không đun lửa to. Và mình khuấy cho cái này, này cái hỗn hợp này nó tan này. Đường và bột ngọt này, này, gia vị nó tan. Cái hỗn hợp của mình lúc này nó keo keo rồi cả nhà. Đó, mình đun lửa nhỏ xuống nha. Nước mắm của mình lúc này nó keo rồi cả nhà. Mình sẽ đun lửa thật là nhỏ và mình đổ vô này, đảo lên nha. Mình đảo được một chút xíu thì mình tắt bếp. Nhà mình ơi, đây là cá chiên sốt nước mắm của mình nè. Nhìn rất là ngon nè. Rất là tuyệt vời và làm cũng dễ lắm. Để mình ăn thử một miếng. Mình mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Ngon lắm cả nhà ơi, ở ngoài thì giòn giòn, ở trong thì mềm mềm, ăn rất là ngon. Vừa gia vị thì vừa miệng, ta ăn cơm cũng được và ta uống bia rượu cũng được. Món này thì rất là thú vị khi mình uống bia. Cả nhà ơi, bây giờ mình cho thêm một ít tỏi phi lên trên nè. Video của mình đến đây là hết, chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.